Trong dịp Tết Nguyên đán thì vào những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết thì hệ thống máy ATM thường quá tải do nhu cầu rút tiền và lương thưởng tiêu Tết quá lớn. Và hiện thì các ngân hàng cũng đã khẳng định là đã chuẩn bị đầy đủ các phương án không để hệ thống ATM tắc nghẽn và hết tiền trong dịp Tết. Theo các ngân hàng thương mại, trong những ngày thường, khi các máy ATM hết tiền thì họ mới bổ sung, bơm thêm tiền vào máy này. Tuy nhiên, trong dịp Tết, khi máy ATM chỉ còn khoảng 40% lượng tiền, ngân hàng sẽ tiến hành bơm thêm tiền ngay. Và nhân sự ngân hàng sẽ làm việc cả trong các ngày nghỉ Tết để phục vụ người dân. Chúng tôi đã phân trực 24/24 và tất cả các ngày, kể cả ngày Tết, mùng 1 Tết và 30 Tết. Khi mà cái máy, cái lượng tiền tồn trên máy mà về cái mức mà chúng tôi cần thiết là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay, đảm bảo là các máy không xảy ra tình trạng mất tiền. Và tại các khu công nghiệp, áp lực lên hệ thống ATM còn lớn hơn nữa khi hàng chục nghìn công nhân cùng được trả lương, thưởng vào 2 ngày trước nghỉ Tết nên nhu cầu rút tiền rất lớn. Trước thực tế đó, các ngân hàng đã hợp tác với các doanh nghiệp để trả lương, thưởng Tết bằng tiền mặt cho công nhân. Vào dịp Tết Nguyên đán của năm trước đấy thì chúng tôi cũng phối hợp với công ty may Bắc Giang, công ty cổ phần may Bắc Giang, chúng tôi cũng thay vì bình thường là họ có thể là đổ cái tiền lương và thưởng đấy, là trả tiền lương thưởng cho công nhân vào tài khoản, thì vào cái dịp đó thì chúng tôi cũng phối hợp và chuyển tiền mặt lên trên công ty cho bộ phận ngân quỹ, kho quỹ và kế toán của họ, và họ cũng là chi trả trực tiếp cho công nhân. Thì ở công ty may thì là chúng tôi hôm đó là cũng về cơ bản là vào khoảng hơn 6.000 người, cho là người hơn 6.000 công nhân có thể lấy được tiền ngay tại trên công ty. Trong Tết Mậu Tuất năm nay, Vietcombank Bắc Giang cũng sẽ hợp tác với các doanh nghiệp trả thưởng Tết trực tiếp bằng tiền mặt cho hơn chục nghìn người. Điều này sẽ giúp công nhân không phải xếp hàng rút tiền ATM dịp Tết nữa.